Xin chào các bạn đã đến với kênh linh kiện 759.vn. Thì ngày hôm nay mình sẽ test bao gồm là 18 mạch led năng lượng mặt trời loại 200W với ký hiệu là từ G61 cho đến G78, và giá hiện tại bên mình đang bán là 125k. Khi các bạn nhận được hàng sẽ bao gồm là một mạch led năng lượng mặt trời như thế này và kèm theo đó là một chiếc điều khiển từ xa. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm có thể vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendor và Shopee đặt hàng. Shop mình có tên là Linh Kiện 759. Hoặc đơn giản nhất là các bạn có thể xuống dưới phần bình luận, tích vào link mua hàng phía dưới cũng được nhé. Ok, thì trên mạch này của chúng ta thì bên mình đã đấu dây sẵn các bạn rồi. Sẽ gồm có hai cụm dây đầu tiên là cụm dây B cộng và B trừ, thì sẽ được đi vào pin. Thì ở đây mình sử dụng test là một cụm pin 3,7V 32650. Tiếp theo đó là đầu S cộng và S trừ, thì đây sẽ được đi vào tấm pin năng lượng mặt trời. Thì ở đây mình sẽ thay thế nó bằng một cục nguồn adapter 5V1A ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào để test sản phẩm các bạn nhé. Thì sau khi chúng ta cấp vào thì ở đây sẽ có một cái dãy bóng đèn led nhấp nháy ở đây, có nghĩa là đã sạc pin và sạc điện vào pin, và khi không nhấp nháy nữa có nghĩa là đã sạc đầy. Ban đêm khi không có ánh sáng mặt trời, đèn chúng ta sẽ tự động phát sáng như thế này đó, và ban ngày thì ngược lại, nó sẽ tự động tắt đi và tiếp tục sạc điện vào pin. Thì đây là chức năng mặc định của nó, dù chúng ta không sử dụng chiếc đường kính từ xa này thì nó vẫn sẽ chạy như vậy. Ngoài ra chúng ta được tặng kèm theo đường kính từ xa thì để sử dụng theo nhu cầu cá nhân của mình. Nó có chức năng là bật tắt này, có hai nút ở dưới đây sẽ là điều chỉnh ánh sáng, gồm 3 nấc cao, trung bình và thấp. Thì hiện tại chúng ta thấy mặc định của nó là mức cao nhất, chúng ta xuống trung bình thấp và xuống ở sẽ báo nhấp nháy, có thể không thể xuống được nữa. Ngược lại cũng như vậy. Tiếp theo đó chúng ta có 3 nút 3 giờ, 5 giờ và 8 giờ. Thì đây là các nút hẹn giờ, chúng ta ấn vào nút 3 giờ nhấp nháy nhận tín hiệu, thì sau 3 tiếng kể từ khi chúng ta ấn nó sẽ tự động tắt đi. Ok, như vậy là mình đã test xong tất cả các chức năng của đèn led năng lượng mặt trời loại 200W này và hoạt động rất là tốt. Bây giờ mình sẽ đánh dấu ký hiệu để tiếp tục với những sản phẩm tiếp theo. Thì ký hiệu đầu tiên ngày hôm nay của chúng ta sẽ là từ G61 các bạn nhé. Ok, và với những sản phẩm tiếp theo mình sẽ test tương tự chiếc máy đầu tiên này nhé. Thì với những mạch led năng lượng mặt trời như thế này, chúng ta sẽ thích hợp với những nhà bạn nào đang có sử dụng đèn led năng lượng mặt trời ở nhà nhưng mà nó bị hỏng cái mạch led này, thì chúng ta hoàn toàn có thể mua về để thay thế. Hoặc nhà bạn nào mà đang sử dụng, đang dư thừa trong nhà những cục pin như là 3,7V như là 32650 thì mình sử dụng đây, hoặc là 22650, 18650, thì các bạn có thể mua về để thắp sáng cho ngôi nhà, trong sân hoặc ngoài vườn của mình để tiết kiệm điện, thay thế cho những bóng đèn 220V cũng rất là tốt các bạn nhé. Thì cái mạch này ngoài cái loại 200W thì mình đang test hàng ở đây thì nó còn rất nhiều mẫu mã khác nhau, ví dụ như là 25W, 40W, 60W, 100W, 200W ở đây và 240W, thì các bạn có thể mua về theo nhu cầu của mình. Đấy. Cách thức để các bạn mua hàng thì mình đã giới thiệu từ phần đầu video rồi, các bạn có thể nghe lại. Và với mức giá thì cũng không phải là quá đắt anh em, nó chỉ khoảng tầm từ vài chục ngàn cho loại nhỏ cho đến gần 200k cho cái sản phẩm 240W như bên mình ạ. Thì các bạn hoàn toàn có thể mua về để sử dụng.
Ok. Ok. Như vậy là hôm nay mình đã test xong bao gồm là 18 mạch LED năng lượng mặt trời loại 200W với ký hiệu là từ G61 đến G78 và cả 18 mạch họ đều hoạt động rất là tốt. Cuối cùng mình xin cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.